Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Tuổi Trẻ Việt TV, nơi cập nhật tất tần tật những tin tức nổi bật, chất lượng, nhanh chóng và chính xác. Để xem hôm nay Tuổi Trẻ Việt TV sẽ mang đến cho quý vị những tin tức nóng hổi gì nào. Netizen đặt nghi vấn Á hậu Thúy Vân để cạnh mặt Miss Universe vì dòng trạng thái ẩn ý này. Media họp báo công bố top 71 và lên sóng show truyền hình thực tế Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã diễn ra trong sự chờ đợi của công chúng. Bên cạnh màn công bố top 71 thí sinh xuất sắc nhất, một điều mà khiến nhiều người không khỏi thắc mắc đó chính là sự vắng mặt của Hoàng Thùy Á hậu Hoàn vũ 2017 và Thúy Vân Á hậu Hoàn vũ 2019. Nếu Hoàng Thùy vẫn giữ mối quan hệ tốt cùng nhà sản xuất, vừa xuất hiện ở hậu trường ghi hình tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, thì đặc biệt, việc Á hậu Thúy Vân liên tiếp vắng mặt trong những hoạt động quan trọng gần đây của Miss Universe Việt Nam đã làm dấy lên tin đồn người đẹp xảy ra xích mích với ban tổ chức cuộc thi. Tuy nhiên, đại diện phía Hoa hậu Hoàn vũ đã lên tiếng phủ định việc bất hòa, đồng thời khẳng định mối quan hệ tốt đẹp giữa Thúy Vân và ekip chương trình. Ban tổ chức cho biết sự vắng mặt của Thúy Vân lần này là do yếu tố sức khỏe của nàng Á hậu. Sau khi vắng mặt ở họp báo Hoa hậu Hoàn vũ vừa qua, Á hậu Thúy Vân khiến dân tình xôn xao khi có động thái đăng status nói bóng gió. Họ vẫn nhắc đến tên cô ấy để phục vụ cho những mục đích của họ. Cô cho biết bản thân cảm thấy không thoải mái khi tên tuổi mình liên tục bị nhắc đến để phục vụ những mục đích không hay. Sau cùng, người đẹp khẳng định sẽ giữ im lặng và toàn tâm tập trung vào những dự định mình đang làm. Không chỉ là gương mặt sáng giá trong làng giải trí, Á hậu Thúy Vân còn được biết tới với những hoạt động nổi bật trong lĩnh vực kinh doanh và truyền cảm hứng. Mới đây, Á hậu Thúy Vân được vinh danh trong lễ trao giải Top 50 nữ lãnh đạo châu Á Thái Bình Dương và trở thành nàng hậu đầu tiên nhận danh hiệu này. Xuất hiện trong buổi lễ trao giải, Thúy Vân lựa chọn bộ cánh đỏ sậm được cắt xẻ tinh tế giúp cô dễ dàng nổi bật. Nhiều giải thưởng danh giá, Thúy Vân xúc động chia sẻ: "Tôi thấy vui và tự hào không chỉ vì được vinh danh mà còn vì những gì mình làm đã được công nhận. Đây là minh chứng rất rõ ràng cho những thông điệp mà tôi đang nỗ lực lan tỏa đến các bạn trẻ. Phụ nữ thường gặp nhiều khó khăn khi phát triển sự nghiệp bởi những định kiến về giới của xã hội. Nhưng chỉ cần chúng ta đủ niềm tin và không ngừng cố gắng cho đam mê của mình, thành công chắc chắn sẽ không xa." Không chỉ là một người mẫu MC đắc xô trong làng giải trí, mà trong thời gian qua, Á hậu quốc tế Thúy Vân đã xâm sang lĩnh vực kinh doanh. Thêm vào đó, Thúy Vân còn là một diễn giả truyền cảm hứng, lan tỏa năng lượng tích cực, đặc biệt là nữ giới thông qua tổ chức phi lợi nhuận tôn vinh nữ quyền. Thúy Vân tên thật là Phạm Hồng Thúy Vân, cô gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp và trình độ học vấn cao khi từng đạt Á hậu 3 Hoa hậu quốc tế 2015, sau đó giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Cô từng khiến fan sắc đẹp xôn xao khi không lưu giữ hình ảnh tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam trên trang cá nhân. Hiện tại, người đẹp sinh năm 1993 đang có một cuộc sống viên mãn khi được ông xã và gia đình ủng hộ nhiệt tình trong các hoạt động nghệ thuật. Cô cũng vừa trở lại showbiz với vị trí mentor Miss Greenness Việt Nam 2022. Video đến đây là hết rồi, hãy để lại bình luận của bạn cho chúng tôi biết nhé. Và đừng quên like, share cũng như nhấn nút subscribe để ủng hộ Tuổi Trẻ Việt TV nha.